Hey, xin chào tất cả anh chị cùng các bạn nha. Hôm nay mình đang có mặt tại ấp Mỹ Thành, huyện Thoại Sơn, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thì mình đi ngang qua đây các bạn, thì mình đang đi thì mình thấy một chiếc lều ở bên mé sông này các bạn. Nhưng mà mình tưởng chỉ là một cái chòi để mà người ta chăn vịt hay là người ta để đồ thôi. Nhưng mà mình đi ngang qua thì mình thấy có người ngồi ở bên trong đó. Cho nên là mình muốn ghé lại để xem là cái người mà ở trong cái căn nhà đó là ai, để mình xem có giúp được gì hay không. Nhưng mà mình thấy có nghĩa là người gầy ốm, gầy gò ốm yếu các bạn, ở trong cái căn lều mà ngay mé sông này các bạn. Căn lều trước mặt các bạn nó nhỏ tí thì mình có hỏi thì mọi người nói là người sống trong cái lều này là bị cũng hôm nay khoảng độ gần 50 tuổi đấy các bạn, mà sống trong cái căn chòi này giống như bị bệnh, bị tật đó. Cho nên là họ có một mình thôi, cho nên là mình muốn ghé lại vào mình thăm để mình tìm hiểu xem cái sự tình nó như thế nào, xem có giúp đỡ được gì cho người đàn ông bên trong này không. Chào chú nha. Con đi ngang qua, con tính ghé thăm chú tí được không? Có ra chú ở cái nhà này luôn hả chú? Ăn ở đây luôn à? Nồi niêu xong chảo trên bát. Chú ăn món gì đây? Cháo. Cháo hả? Cháo ai nấu cho chú ăn đây? Đấy. Chị hả? Ủa chị là có ở gần đây không chú? Chị là chị ruột hay là chị gì? Chị ruột hả? Sau này ra mé sông này ở đây là chú ở đây từ lâu chưa chú? Chú tên là gì chú? Hào Anh. Dạ? Hào Anh. Hào Anh hả? Ừ. Hào Anh. Năm nay chú được nhiêu tuổi rồi? Dậu. Dạ? 50. 50 hả? Ừ. 50, 50 tuổi. Và chú bị cái gì cháu thấy ốm yếu chứ vậy? Yếu. Ô, cái tay chú bị sao vậy? Tay biến. Tay biến hả? À, bị lâu chưa chú? Bị cả chục năm này, bao nhiêu năm này? Chục năm chưa? Ừ. Hơn rồi. Ờ. À. Vậy là chú ăn, chú ở đây luôn. Sao ăn mì gói, ăn thế thì thấy mà toàn có... Chú có gia đình vợ con gì không? Không có hả? Dạ. Không vợ luôn. Ôi, nằm đây một mình, nóng bức rồi bụi bặm này sao mà ở được trời. Ừ. Nhà tối chú nằm đây chú ngủ luôn. Chứ hàng ngày là ăn uống là ý là chị và chị cho cái gì ăn cái đấy hả? Ngày trước anh làm cái gì? Đi làm mướn. Ngày xưa đi làm mướn. Xong là bị tai biến là nằm ở nhà đến giờ. Thấy nằm ngoài mà cái lều như thế này nó nóng bức rồi ngay mé sông thế này. Không có một cái gì gọi là nó. Bếp này có nấu ăn mà có bếp ở đây vậy? Nhá. Chị mà cho chú ăn đó là chị đấy là chị ruột hay là chị bà con? Chị ruột luôn hả? Sao không vào nhà chị ở cho nó đói, cho nó sao không vô để ở cùng cho nó thoải mái hả? Sao không ở? Thế là em chỉ có muốn tới đây là em gặp anh, em thăm anh rồi em giúp đỡ cho anh thôi, chứ em không có cái ý gì đâu. Ừ, rồi. Dạ, ý đây là quần áo sao mà không có chỗ nằm, chăn chiếu nằm vậy sao mà nằm được rồi. Coi, mặc nó gì có gì mặc nấy hả? Có được mấy cái áo à? Thế anh có trị bệnh gì không? Có uống thuốc uống men gì không? Thuốc nam rồi đó. Uống thuốc nam hả? Ôi ôi. Ở trong cái nhà như thế này. Cái lều này anh ở được bao nhiêu năm rồi? Mới sửa lại. Mới sửa lại hả? Chứ ngày trước nó nát lắm hả? Là từ xưa đến giờ là cứ ở đây. Ôi cha. Mà là tính ở cái lều này được mười mấy năm chưa? Có đó hả? Trời trời. Mưa gió nó có dột không anh?
Đó em sợ mưa nó tạt này, vách cách nhà tôn mà. Đấy, em ra ngó sơ cái đứng đây rung rinh này trời. Đây đâu các bạn có nghĩ đây là giống trời ơi cái nhà 50 tuổi bây giờ bị tai biến rồi cho nên giờ không có cái vách tôn này lo mày mà cây cối nó mục nó sập một phát là ngã sông luôn. Anh có đi lại được không anh? Được. Đi được hả? Nhưng mà riêng có cái tay này nó bị ấy à? Cái tay đó là không cử động được hả? Được. À cử động yếu yếu như vậy à? Vậy là ăn uống là chỉ có chị cho cái gì ăn cái đó thôi. Xưa không có lấy vợ lấy con gì, không có con gì luôn. Bây giờ ngoài mà ở nhà không anh có làm gì nữa không? Làm gì khác không? Hay chỉ ở nhà thôi? Không đi làm việc giặt nữa. Đi làm lặt vặt hả? Là làm gì anh? Câu ếch được cái gọi vậy đó. Câu ếch hả? Câu được không? Được. Câu có bán có tiền không? 40 ngàn ký. 40 ngàn ký? Ngày anh câu được mấy ký? Có một đêm không? Dạ? Yeah. Có một đêm á. Đi bắt ban đêm á hả? Anh yếu vậy mà sao đi được mà đi cái ban đêm? Đi lóc mày té sao? Có đèn. Có đèn hả? Nhưng mà em thấy anh yếu tay chân vậy sao mà anh bắt được cái ếch này? Cắm câu á. Cắm câu hả? À, xong là về mang đi bán. Ngày thường thường anh bán được bao nhiêu tiền? Mùa này trước ấy. Người mùa này ít lắm à? Mùa này lớn. À. Có người có 100 ngàn. À, ngày kiếm 100 ngàn hả? À. À. Sao ông kiếm cái chỗ nào ở cho sạch sẽ mà ở đây cho nó vất vả vậy? Đất không có. Đất không có hả? Này là mé sông này là mình muốn ở mới ở khi nào người ta rõ anh rõ. Yeah. À. Vào nhà ở mấy chị ấy, cho nó sạch sẽ. Sao nhỉ? Ngại hả? Ừ. Vào đấy ở ví dụ như có chị có ấy chăm sóc nó khỏe chứ. Thấy hình như ốm quá rồi. Càng ngày càng ốm. Tối là chỉ có răng cái mùng lên là bắt đầu nằm đây là ngủ rồi, không có làm nhà sập xà sập xệ này. Thấy ở ngoài đây nó không đảm bảo cái sức khỏe. Bố mẹ anh mất hết rồi. Ê, hồi còn trẻ anh làm gì? Cũng mần mướn. Cũng đi mần mướn à? Thường là mần gì anh? Cắt lúa rồi. À, đi cắt lúa thứ hả? Vậy là anh bị tai biến là năm bao nhiêu tuổi? Tuổi dậu 10. Cái lúc mà anh bị tai biến là anh năm đấy anh bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. 32 tuổi. Mà lúc đấy 32 tuổi mà không lấy vợ luôn? Ừ. Hay là có vợ nhưng mà vợ bỏ? Không có luôn, không vợ không con luôn. Lúc đó em thấy nghĩ 32 tuổi là cũng lớn tuổi rồi đó mà không lấy vợ luôn. Ở vậy luôn hả? Ở cho thoải mái hả? Em thấy ở nhà không có một bộ quần áo anh không có hả? À, ý là mặc quần đùi không hả? Chắc được hai bộ quần áo à? Được hai bộ không? Hả? Bộ quần áo thì hay là cứ ăn mì mới ăn đồ cháo nấu cháo ăn này để đây cho nó khỏi bụi này. Còn có mỗi mấy cái tô này thôi anh, không có nồi liều nấu cơm à? Chỗ này mưa nó hắt không anh? Để là nó có tạt không? Không tạt à? Đây có cửa đâu? Nhà đâu cửa đâu, lúc nào đi đâu là kéo cái màn này lại, hay tối ngủ là kéo cái màn lại. Nằm ở đây mà nó bụi nó bị bệnh chết. Nằm ở đây bụi là nó bị viêm phổi mình nhá. Phổi mình nó bị bụi nhiều quá, hít bụi nhiều quá. Không bệnh nó thành bệnh luôn. Ôi trời. Cho em đi vô xem tính nhá. Đi có sập không anh? Không sao đâu. Chỗ này sập không? Đây bằng sắt hay bằng cái gì đây? Ồ. Này mà nhún cái lớn nó sập đấy chưa? Ừ.
Rồi. Ui dồi ôi. Em sợ nó gãy này. À đi không quen hả? Thì kéo ngang có mỗi cái rèm là xong rồi đấy. Rất nhiều người khổ thật nhỉ. Có thường xuyên có người tới chơi men không? Ít lắm. Ít lắm hả? Chứ anh ở nhà mà ngoài tới chơi với tới thăm anh luôn hả? Không có hả? Cứ ăn mới nằm ở nhà vậy thôi. Nói dùng dùng chơi rồi. À. Thấy nhà không có một cái gì gọi là nó... Bây anh đi làm vậy có để dành được ít tiền nào xài chưa? Hả? Ít lâu rồi đâu thì... Nhá? Đâu thì... Thấy bảo đi đi bắt ếch cũng có tiền mà. Mua gạo đó mà gửi. Gửi hả? Gửi mua gạo luôn. À gửi mua gạo, gửi hết chưa? Mua hết chưa hay là còn? Lâu rồi. Đâu rồi. Cô hàng xóm mà cô vào cho con hỏi thăm tí cô. À, thấy ở mà sao mà ở đây mà ở được cái trời. Hả? Mới là ở đây mà cô vào đây cho con hỏi thăm tí được không cô? Được, hỏi đi, hỏi đứng lên đó cho. Dạ, ý là anh nhưng mà sao anh không có vợ con gì luôn hả? À? Không, không có vợ con gì trơn á, cha mẹ chết trơn, người không có vợ con trơn, vợ sớm kiện đồ, thấy tụi người, cái nhà này là bữa khắc là tôi cho tiền đinh với dây chì đó. À, đinh với dây chì. Ừ. Người này người kia cho thiết cho cây cho đồ đó. À. Cái chổng với cái bình dạng này là cái chị đó chỉ cho đó chứ. Dạ, dạ. Cho đỡ đó. Ủa, này ở đây mà nó mấy bụi bặm nọ kia thứ nó. Ừ, thì mùa ở đây cái do lâu lâu với trong gió đồ sạch. Là anh ấy là có anh em họ hàng gì không? Có mà cũng nghèo đi phố làm chứ. À đi phố làm chứ. Anh bảo là cháu rồi có người nấu cho anh ấy, chị gì nấu cho anh ấy này. Thì ở sớm nè, thì người này người kia cho vậy đó chứ chú đâu có nấu được đâu ạ. À. Dạ. Ăn mới nằm ở nhà vậy thôi. Ừ. Chờ ai thấy tụi thương tình thì lợi thì cho chút đỉnh gì đó. Anh ấy bảo anh đi câu ếch chị đúng không? Hả? Anh bảo anh đi câu ếch câu đồ chứ. Đâu có đi nổi đâu vậy, đâu có đi nổi đâu, làm cái đi nổi giờ đi mà không ơi. À giờ đi. Mấy anh... năm về trước thì còn đi được. À. Giờ cái này kia đủ thứ cho ngoài ngang. Bây giờ là hết nổi rồi. Giờ là đi hết nổi rồi. Giờ là đi hết nổi. Bây giờ anh đứng lên được không anh? Đứng được. Thử, được thử, mà thử, đi thử. Nó yếu. Anh thử đứng anh đi thử em coi nào. Chống. À. Run dữ cái tay này nó run dữ tay. À, yếu lắm rồi. Bệnh. Cái nhà này khi nào nó sập xuống dưới sông luôn không? Cái này mà gió thì đẩy xuống sông chứ gì nữa. Con sợ là ví dụ mưa gió cái là nó sập xuống sông luôn á. Dạ. Con đứng trong chỗ này mà con sợ nó bị sập này. Giờ nhún xuống là té chú xuống trong luôn á. Giờ nhún cái là sập liền. Nhún rồi nha. Nhún cái là tối anh có chỗ ngủ đâu. Cái chổng sắt đó rồi đem xuống đó. Dạ dạ, nhưng mà mấy cái này nó mục hết rồi. Chỉ có được có mỗi hình như bộ quần áo là quý nhất thì không có gì đó. Đâu có bộ đồ nào đâu quý, đó yeah. đồ bình thường chứ không có cái bộ đồ ở dưới đất ấy. À, bộ con đùi á. Bạn vô coi đặng quay phim hả? Dạ. Ờ. Ôi trời ơi. Tôi lấy. Đâu rồi, hồi nãy đây nè có cái áo này nè. Thì đó có nói là có bộ đó thật đó. Có bộ một đó. Nè thôi bận cái áo này vô đi. Tại có này được không chú? Dạ dạ. Đấy, có bộ quần áo là quý nhất rồi đấy. Có đâu nữa đâu, có nhiều đó. Ồ, cái tay mỗi lần cái tay yếu. Trời ơi, đồ đó sao mới cho đó chú ơi, chứ có đâu. Dạ, dạ. Sao mới đem cho nè. Có tiền không, áo có tiền không, túi có tiền không? Không có đồng nào. Không có đồng nào luôn hả? Không có đồng nào thì lấy gì ăn? Người này cho, người kia cho. À, ý là ai cho 50 ngàn gì đấy, bỏ lấy cái ăn đó. Dạ. Ngày xưa lúc mà anh còn trẻ anh có vợ con gì không? Không, có
thôi thôi thôi, nhỏ tới lớn không có vợ con gì. À. À, ngày xưa đi đi giữ việc hả? Thôi anh cứ ngồi xuống đi cho nó khỏe anh, cần đứng đâu. Bây giờ anh có giờ anh có muốn cái gì không? Hả? Muốn gì vậy? Như muốn đồ ăn đồ uống hay là cô anh thích cái gì á? Cho gì đấy đó. Cho gì ăn đấy. Chứ để còn bữa nào thèm thuốc quá ngồi đây, nó ai đi ngang nó mất rồi. À xin. Thế ở một cái nhà đúng cắm cảnh thật. Dạ. Mà anh ở đây được bao nhiêu lâu lâu rồi cô? Ở cái này hả? Dạ. 7-8 năm rồi ạ. 7-8 năm này. Ở cái lều này 7-8 năm rồi, trước anh ở đâu cơ? Hồi trước thì hồi còn mạnh giỏi, còn đi tới lui được, còn ấy được thì đi giữ dịch mướn người ta. À ở nhà người ta luôn. Rồi ở nhà người ta, chừng nào mình đi hết nổi là về đây, rồi cái xóm kia người ta làm nhà cho, người ta cho ở. À. Còn bây giờ đâu có đi nổi. Hồi trước đi nổi thì đi giữ dịch thôi, hoặc là đi cắm câu rồi này kia cắm ếch, về bán 50 ngàn, 20-30 ngàn thì cũng xài nổi được. Yeah. Bây giờ coi như thế là tàn phế rồi, hết đi rồi. Dạ. Rồi ai cho gì ăn cái đó ai thôi. Ai cho gì ăn đó. Sắp điền thì thí dụ như người này có bưng lại đưa cho, người kia có cho. Dạ dạ. Anh em thì nghèo khổ, bây giờ đi thành phố mặn hết trơn rồi, bây giờ đi mà thành phố đâu được. Dạ đúng rồi. Bây giờ vậy đó rồi đi thành phố gì, ở nhà đi gì. Dạ dạ. Ở mình mà không người chăm sóc này nó mà tối không biết ốm đau biết làm sao này. Thì nhờ sớm điền dòm, người này dòm người kia dòm. Nhưng mà có gạo có bếp đâu nấu này. Có cái bếp đó đó. Có bao giờ thấy nấu đâu. Bếp này. Cái bếp này bây giờ bếp ta này mới mua cho nữa đó. Cái bể rồi. Cái kia cũng cái bếp như vậy nhưng mà nó cũ quá rồi, mưa tạt ướt cái nó bể. Rồi cái này người ta mới mua cái bếp mới ta đem lại cho đó. À, anh có tự nấu ăn được không? Nấu mà xách nước đồ lên để đây thì nấu được chứ xúc xong không được, xúc xong là té xong chết à. Chắc là em nghĩ là con nghĩ là chắc chỉ có mỗi nấu nước uống thôi. Anh có muốn mua đồ mua cái gì không? Mua gì vậy? Em... Muốn mua bây giờ tiền đâu có. Muốn mua quần áo không? Thích quần áo mới không? Ai thích cái gì? Ở đây không có điện luôn. Không có quạt luôn. Không có điện, không có quạt gì hết. Nên tối ha có nhiều khi không có bóng đèn nào cho ngủ tí đạt. Dạ, cứ chui vào là nằm thôi chứ. Trời chú bữa lại bữa nay là đỡ đó. Dạ. Nha. Yêu cái te thua bụng đồ te thua cho mà giữ mới lại bà già mãi mình sạn giặt bậy kia đó mới đem lại ta đem lại cho khác tắm rửa không đó chứ không có đi tắm được có đâu. Dạ. Luôn nước cái này đó chỗ cây để nó rồi cái này đó lên nó mất xuống đây sạn. Dạ. Xong rồi, xong rồi chết liền. Dạ. Không té ở đây là té xuống dưới là sâu ủm nó xuống là lội lên không được là chết luôn. Rớt xuống sông nó lại tiêu luôn đúng không? Không có tiền xài thì không biết sống sao. Cũng sống chứ là đủ mọc có hàng xóm láng giềng nói chung cũng nhờ vậy. Mấy chú phóng viên ở đâu ở đây là đây. Bọn con ở trên Sài Gòn đi xuống đây đi chơi ngang qua đây tự nhiên ngó vô thấy anh ấy một mình trong cái lều này này. Vậy hả? Dạ. Cho nên là Sài Gòn trên hả? Dạ dạ. Chắc có duyên lắm bây giờ mới đi ngang qua đây mới gặp anh. Anh xài tiền được mà đúng không? Anh xài tiền được đúng không? Các tiền nó mà xài được là cũng được, cũng mừng rồi. Em biếu anh ít tiền anh mua gì anh mua nha. Muốn mua thuốc, mua men hay là mua gì thì mua nha. Giờ anh muốn mua cái gì nhất? Chưa tính hả? Có là mới tính hả? Nhưng mà giờ nếu lão có tiền anh muốn mua gì nhất hả? Anh nói em nghe coi. Mua mì rồi ăn cho chút cho dậy dễ đêm cơm lại. Mua mì ăn á hả? Ăn mì riết rồi. Mua mì để dành trong nhà. Thôi nói chung mua gạo về ví dụ như cắm cơm mua đồ mà ăn, mua cơm mua thịt mua cá mà ăn nha. Rồi. Ăn mì riết nó nóng lắm á. Thôi bây giờ em biếu anh triệu này, ví dụ anh muốn mua gì anh mua nha. Rồi. Muốn ăn uống gì thì ăn. Cảm ơn cất cẩn thận ông mất nha anh. Trời ơi đâu đấy thôi.
Chứ ở đây toàn người thương mình cho nên là đâu ai lấy đâu, chủ yếu mình là mất thôi, làm rớt đâu thôi. Anh uống thuốc gì đây? Thuốc nhức đầu hả? Hay bị nhức đầu lắm hả? Cái này thuốc cảm này, hôm qua anh ai mua mấy lần uống. Dạ. Thôi em đi ngang qua em chơi gặp anh, em ghé em chơi tí vậy thôi. Có gì có dịp nào đây em ghé em thăm sau nha. Giữ gìn sức khỏe nha. Rồi bây giờ chú răng vô đây hay là chú đi về Sài Gòn? Dạ con đi. Dạ. Thôi em đi nha. Rồi chào anh nha. Dạ chào anh, bắt tay này. Không còn bắt tay được là mừng rồi. Nó đi ngay đi mà cứ sợ sập thôi. Ngay bước ngay cái này. Đi nữa, đi nó gặp gình. Thôi anh nghỉ đi, em đi về đây. Rồi chào anh. Ồ xe.